failed. I won't kill. She must die. That is the rule. Em sẽ bị trả giá. Tôi gọi đây là chuyên án găng tay đỏ. Em trở nên yếu đuối như vậy vì thằng này. Mày phải tìm cho ra tên sát thủ đám sát ba của ta, nghe rõ chưa? Kẻ phản bội tổ chức chưa có một kết cục, quá độc ác rồi.